Dự báo thời tiết 7 ngày tới, từ ngày 15 đến 21 tháng 6, tuần tới nắng nóng xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ. Hiện nay, ngày 15 tháng 6, rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, đêm nay và ngày mai, ngày 16 tháng 6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17, ngày 18 tháng 6. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết 7 ngày tới, từ ngày 15 đến 21 tháng 6. Khu vực Bắc Bộ. Ngày 15 đến 17 tháng 6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông nhiều vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 18 tháng 6, mưa dông giảm dần ở khu vực này. Từ ngày 17 đến 21 tháng 6, nắng nóng xuất hiện trở lại trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Từ ngày 19 đến 21 tháng 6, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thủ đô Hà Nội, từ 15 đến 16 tháng 6 ngày trời nắng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 35 độ, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Từ ngày 17 đến 21 tháng 6, nắng nóng xuất hiện trở lại khu vực Hà Nội. Từ ngày 19 đến 21 tháng 6 có nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Trung Bộ từ 15 đến 16 tháng 6, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ giảm dần, với nền nhiệt độ phổ biến 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, chiều tối có mưa dông vài nơi. Từ 17 đến 21 tháng 6 ở Trung Bộ nắng nóng sẽ gia tăng, từ ngày 19 tháng 6 có nắng nóng gay gắt, đến đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, cá biệt có nơi trên 40 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 15 đến 21 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, kèm khả năng dông, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17 đến 21 tháng 6, chưa có dấu hiệu của xoáy thuận nhiệt đới hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong tuần tới. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển phía Nam. Hiện nay, ngày 15 tháng 6, gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên đêm nay và ngày mai, ngày 16 tháng 6, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, đêm và sáng có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, riêng Sơn La Hòa Bình, 35 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực đồng bằng 35 đến 37 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế,
có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 46 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 46 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38, phía Bắc có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 58 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ, có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Hà Nội, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 đến 94%, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2019. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, gây mưa dông cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trong khi đó gió mùa Tây Nam ở phía Nam, đang có cường độ trung bình đến mạnh. Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, 4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, 4. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, 4. Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, 5, có lúc cấp 6, biển động, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam Nam cấp 4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa,
gió tây nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.